À, đang kẹt đường. Tắc đường. Đang tắt đường. Mình cho mấy bạn đi coi phố xá ở đây nha, phố xá ở khu chỗ mình ở. Mình đang chạy về nhà mình. Cánh không biết nó có rớt không nữa đây. Trời đê, mình đang chạy về nhà mình trên đường về. Tới một chốt đèn xanh đèn đỏ. Bây giờ là 1:30, mình đi làm về. Các bạn ngắm phố phường nha. Ngắm phố phường buổi trưa. Trưa nay đẹp trời quá.
Thôi mình về tới nhà rồi nha mấy bạn. Mình tạm biệt mấy bạn đây.